Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, phần 21, khúc tân ly biệt. Nhưng có đâu mà được về nghỉ ngơi trên nhà tre cả, con còn phải chịu đau lòng vì nhiều nỗi sanh ly tử biệt. Chính năm con được nhận vào hội con Đức Mẹ, chị Maria là cột chống đỡ linh hồn con lại từ rẽ gia đình vào nhà kín Lysius. Từ khi chị Pauline vào nhà dòng, con chỉ còn chị Maria để hỏi han nương tựa. Cho nên con quý mến chị lắm, không ở đâu là không có chị, có em. Vừa khi được biết chị nhất định bỏ thế gian, con cũng nhất định không thiết gì ở thế gian nữa. Con nhớ chị mà khóc cả ngày. Hồi ấy con dễ khóc lắm, bất cứ xảy ra việc quan trọng hay tầm thường con cũng khóc, chẳng hạn như mấy dịp sau đây. Con ái mộ đi đàn nhân đức, nhưng lại thích làm việc nhân đức cách kỳ dị. Con không quen hầu mình, chị Celine thường thu buồng hộ con. Con cũng không phải mó tay đến việc cửa nhà. Thỉnh thoảng để làm vui lòng Chúa, con thu xếp chăn chiếu. Hay buổi chiều chị đi vắng chưa về, con thu cất bình hoa của chị Celine vào nhà. Như con đã nói, chỉ vì mến Chúa mà con làm những việc ấy. Vậy thì lẽ ra, làm rồi thì đừng mong ước được ai trả ơn mới phải. Nhưng khốn nạn, nếu chị Celine đã biết con giúp chị công việc như thế, khi về mà không tỏ mặt vui vẻ, không lấy làm lạ, sao con làm được như vậy, thì con lại khó chịu, chẳng bằng lòng và rớt nước mắt. Lại giả như con vô tình làm phiền ai điều gì, thì lẽ phải xin lỗi mà sửa lại ngay. Nhưng không, con lại buồn bã để sinh bệnh nạn ốm yếu. Thành thử, đã lỗi lại thêm lỗi. Và khi biết tự an ủi vì điều đó là lỗi, lại quay ra hối hận mà khóc vì trước đó đã khóc. Thật là tội nợ, chỉ mình làm tội mình mà khổ. Ngày nay không thế nữa, Chúa đã ban cho con ơn không còn phải xao xuyến vì lẽ thế gian. Nghĩ lại chuyện xưa việc cũ, con không thể nào cảm tạ Chúa cho xiết được. Ơn Chúa ban đã làm cho con đổi hẳn tính nết, đến nỗi nay chẳng còn giống xưa một tính nết nào. Chị Maria vào dòng kín là con hết người để bày tỏ tâm sự. Con đã ngửa mặt lên trời và than thở với bốn thiên thần nhỏ là các anh chị con đang hưởng phúc trên đó. Con nghĩ bụng, những linh hồn thánh này xưa sống ở thế gian không hề phải biết đến những nỗi âu lo sợ hãi, hẳn sẽ thương tình đứa em út còn đang sầu khổ ở nơi khách địa tha phương. Con đã lấy tình em thật thà đơn sơ thưa với bốn thiên thần anh chị con rằng, trong nhà thì em là út, cho nên cha mẹ và các chị đều có lòng thương yêu chiều chuộng cả. Mà ngày nay còn được họp mặt cả ở thế gian, chắc cái lòng cha mẹ thương con, anh chị yêu em cũng vẫn còn. Và có lẽ đến nay, kể là đã lâu ngày tháng, cái tình thương yêu đó lại càng thắm thiết hơn bội phần. Nhưng các thánh đã về quê thiên đàng, lẽ đó có phải là lẽ đủ để bỏ quên em chăng? Trái lại, rầy anh chị được ở gần kho tàng vô giá của Thiên Chúa, âu là nhớ em lắm, xin gửi xuống cho em sự bình an để minh chứng trên trời người ta cũng biết thương yêu. Con vừa thân thưa xong thì thấy trả lời ngay, trong hồn con dấn lên những đợt sóng bình an sung sướng lắm. Thế là con đã được yêu, yêu ở dưới đất, yêu ở trên trời. Từ đó lòng con càng sốt sắng mến nhớ các anh chị thiên thần. Con những thích cầu xin, chuyện vẫn vãn kể lể cho các anh chị biết hết những nỗi buồn của thế gian và phơi rãi tấm lòng khát khao mong mỏi chóng được về với các anh chị để hưởng phúc lộc cực lạc quê thiên đàng.